Công nhân TV xin chào các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ cho vợ chồng anh Anen và chị Bin. Hiện tại thì đang ở trong khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế. Anh Anen thì bị tai nạn do họ tông xe lúc mà đi soi ếch. Thì trong đêm hôm 27 tháng 4 thì anh Anen, hai vợ chồng khi đi làm gỗ keo tràm xong đi làm thuê cho họ thì chị Bin ở nhà nấu ăn, thì anh em bắt đầu đi soi ếch buổi đêm. Sau đó đoạn 22 giờ thì không may khi mà anh chuẩn bị về nhà thì anh em bị hai thanh niên lạ mặt tông xe ở phía sau và nằm bất tỉnh ngay tại chỗ luôn. Thì hai thanh niên lạ mặt khi mà tông xe cho anh em thì hai thanh niên bỏ chạy luôn. Thì rất may anh em thì có những người một số thanh niên đi chơi, họ bắt gặp ở dọc đường và họ nhờ anh và họ bắt gặp ở dọc đường và họ đã đem anh Anen về vào bệnh viện trung tâm huyện A Lưới. Nhưng mà do tai nạn quá nặng nên các bác sĩ ở bệnh viện huyện A Lưới yêu cầu gia đình phải chuyển về vào bệnh viện Trung ương Huế ngay trong đêm. Và rất may có một số thanh niên đã biết tới kênh YouTube của Thế Công Nhân TV và nhờ sự giúp đỡ của Thế. Lúc đó trong người Thế cũng không có nhiều tiền, thì còn tiền má năm nay gửi cho Thế tháng trước vẫn còn vài triệu đồng, nên Thế đã xuống bệnh viện ngay tức tắc và đóng tiền xe cho bệnh viện. Rồi sau đó khi mà về tới bệnh viện Trung ương Huế thì với một số tiền mà cả tiền bên chị Bin vay nợ khu hàng xóm, khu vực nhà chị Bin, thì tổng số tiền là chị Bin đã đóng ở và cả số tiền của má năm nay cho Thế hơn 2 triệu đồng. Thì tính ra cả tiền xe và tiền để đóng viện phí là 5 triệu đồng và để cho nhập viện cho anh Anen đang tai nạn trong khoa cấp cứu. Thế mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm sẽ luôn đồng hành và giúp đỡ cho vợ chồng anh Anen và chị Bin, người đồng bào Tà Ôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể gia đình và hoàn cảnh anh Anen với chị Bin thì trong vài ngày tới Thế sẽ lên nhà rồi quay gia đình anh em với chị Bin để gửi cho video cho các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm xem hoàn cảnh của gia đình anh em với chị Bin. Thật sự gia đình anh em với chị Bin là một gia đình rất là nghèo ở thôn Bình Sơn, xã Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện tại Thế đang quay video ở trong phòng vệ sinh nhờ một anh bảo vệ. Đây là anh bảo vệ, thật sự mình rất cảm ơn anh bảo vệ quay video cho mình, là trong bảo vệ trong bệnh viện. Mình nhờ anh quay giúp cho mình để đưa lên cái hoàn cảnh đặc biệt và vợ chồng anh em với chị Bin. Hiện tại sự gia đình đang không có tiền và rất khó khăn. Các số tài khoản thì Thế sẽ để lại dưới video và trên Facebook. Những các mạnh thường quân, các mạnh thường quân giúp đỡ cho vợ chồng anh em với chị Bin, Thế sẽ để lại link video và số tài khoản. Rồi các video sau thì Thế sẽ tổng hợp số tiền các mạnh thường quân giúp đỡ cho vợ chồng anh em và sẽ trao trực tiếp cho chị Bin hoặc là người thân của chị và họ, hoặc là Thế Công Nhân TV sẽ tiếp trao số tiền và các mạnh thường quân nếu có giúp đỡ cho vợ chồng Anen thông qua số tài khoản của Thế Công Nhân TV trên video này. Thế Công Nhân TV xin cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Giờ đã là cũng gần 5-6 giờ sáng trong bệnh viện. Cảm ơn các mạnh thường quân luôn đồng hành và ủng hộ cho video của Thế Công Nhân TV rất là nhiều. Cảm ơn và mong các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ cho vợ chồng Anen nhiều hơn. Rồi những video hay các cả nhà thương Thế và like share cho kênh của Thế được phát triển và sớm mật được tiền tiền. Thế xin cảm ơn rất là nhiều và cả đặc biệt cảm ơn trong đêm hôm nay má năm D nhờ có tiền của má năm D Thế Công Nhân TV giúp được cho vợ chồng hoàn cảnh đặc biệt của là anh nhà đen với chị Bin là đóng tiền xe với tiền viện phí trong bệnh viện. Con cảm ơn má năm D rất là nhiều và cảm ơn các mạnh thường quân luôn đồng hành và giúp đỡ con trong suốt chặng đường để làm công việc thiện nguyện ở quê nhà. Con xin cảm ơn rất là nhiều.
Thank you.